Đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu, chương 61. Lông mi Trung Uyển run run, vẫn chưa hết hy vọng, bất chấp muốn giả vờ tiếp. Đã diễn thì phải diễn cho giống, y giả vờ như bị quấy nhiễu. Nhíu nhíu mày, thoáng giật giật bả vai. Úc Xá kiềm chế lửa giận, không tính. Trung Uyển tất nhiên không thể trả lời. Úc Xá nhanh chóng bị Trung Uyển chọc tới điên. Lo lắng y bệnh cũ tái phát khiến thân mình chịu đựng không nổi. Lo lắng y mấy năm nay tiêu hao quá nhiều tinh lực nên tổn thương tâm huyết. Lo lắng y vì biến cố này mà thương tâm. Lo lắng y thật sự không còn gì lưu luyến, mất đi ý niệm muốn sống tiếp. Mới vừa rồi, Úc Xá còn trách trời thương dân nghĩ vì sao lại khiến một người thanh khiết như y tổn thương thành như vậy. Hắn còn mang lòng chán ghét cái thế đạo dơ bẩn này, không muốn y lại nhiễm bụi trần. Y vốn là sao văn khúc hạ phàm, bây giờ đã trải qua lịch kiếp rồi, vậy y có thể yên ổn về trời sao? Nếu có thể như vậy, thì mình cần gì phải tranh đoạt nữa? Nếu thế thì hắn lập tức đem kinh thành này đảo loạn hoàn toàn, có thể kéo ai xuống bùn đều sẽ kéo, không để bất kỳ kẻ nào được sống an ổn. Sau khi mình chết đi rồi sẽ lại cùng Trung Uyển đầu thai, kiếp sau tùy tiện đầu thai vào nhà ai cũng được, trở thành một đôi tiểu uyên ương. Chỉ sợ mấy năm nay mình không làm người lương thiện tích đức nên không có được phúc khí đó, lại vẫn còn khúc mắc với Trung Uyển. Vậy thì... Còn chưa đợi Úc Xá tiếp tục đau buồn, sao văn khúc đức hạnh kia liền nhẹ nhàng quấn lưỡi hắn một chút. Thế mà bây giờ còn tiếp tục giả vờ hôn mê, ý đồ lừa gạt quá rõ ràng. Bao nhiêu đau buồn trong bụng đều quẳng cho chó ăn hết. Úc Xá giơ tay xoa xoa ấn đường, cắn răng nói, mở mắt ra. Trung Huyền vẫn như cũ nhắm hai mắt. Úc Xá gật đầu, nhịn được cười. Được lắm, Quy Viễn. Úc Xá đứng dậy, mở màn trướng ra buộc lên nói, ngươi biết ta thẩm vấn những tên phạm nhân dù biết rõ vẫn giả vờ hồ đồ thế nào không? Trung Huyền trên giường thoáng động đậy mắt một chút, vẫn không nhúc nhích. Úc Xá cũng không vội, hắn đứng dậy, lệnh cho người hầu đứng ngoài phòng bưng hai chậu than lửa lại đây. Trung Uyển trên giường trong lòng lột bột một tiếng, hắn đang bày trò gì? Than lửa. Thời gian chưa tới một chén trà, tôi tớ đã bưng hai chậu than tiến vào, đặt ngay mép giường Trung Uyển. Úc Xá gật đầu, sai người lui xuống, tự mình cầm đũa sắt gảy than, chậm rãi đốt lửa, lặng lặng chờ. Trung Uyển trên giường cảm thấy có chút không ổn. Y cảm giác được ở mép giường truyền đến một chút hơi ấm, nghe tiếng than lửa lách tách cùng tiếng Úc Xá gảy than, trong lòng hơi hoảng hốt. Tử hữu, hắn không đến mức như vậy chứ. Sau khi biết mình đang giả bộ ngủ, không phải hắn nên cười vui xuống mắt ngấn lệ mà hôn mình nhiều thêm vài cái, hôn tới khi mình từ từ tỉnh lại sao? Hắn sao lại thế này? Sao phải dùng tới biện pháp khảo vấn phạm nhân? Này là muốn dùng thiết côn lạc tiêu hồng ấn lên mình sao? Này là cái biện pháp khai môn kiến sơn thô bạo gì vậy? Đừng nói là mình đang giả bộ, dù thật sự hôn mê thì cũng có thể đang sống sờ sờ mà bị bỏng cho tỉnh luôn đấy. Hắn cần gì phải chơi lớn như vậy? Sao muốn thân cận với kẻ điên cũng khó như thế? Trong phòng bị than lửa đốt càng lúc càng nóng, Trung Uyển như đang nằm trên bàn trông, mặt cũng ẩn ẩn chút ngượng ngùng lẫn e ngại, nhưng vẫn luôn nhắm hai mắt. Y cũng sợ cái lạc thiết thiêu hồng kia không biết khi nào sẽ soạt một tiếng mà ấn trên người mình. Trung Uyển khóc không ra nước mắt. Đại lý Tự Khanh sao lại chăm chỉ như vậy? Vì muốn chứng minh người trong lòng đang giả vờ ngủ, cũng muốn tra tấn một chút sao? Trung Uyển do dự, không biết nên mở hay không mở mắt. Lại nghe được thanh âm vải vóc ma sát. Trung Uyển nín thở, cảm giác Úc Xá đã đến gần hơn một chút. Y trong lòng kêu khóc, sắp bị bỏng rồi. Sau khi bị bỏng, trên người sẽ có sẹo. Trung Uyển muốn mở mắt nhìn, nhưng lại không dám. Muốn nhảy dựng lên, lại cảm thấy mất mặt, cạn kiệt sức lực, lại nghe Úc Xá thấp giọng nói, không dậy nổi. Trung Uyển gắt gao nhắm hai mắt, nghe Úc Xá lẩm bẩm, chắc là vẫn chưa tỉnh thật. Không đợi Trung Uyển thở phào nhẹ nhõm, Úc Xá lại không chút để ý nói,
Vậy thì ta làm cái gì người cũng không biết. Trung Uyển dại ra. Úc Xá muốn làm gì? Không, không phải muốn đốt bỏng mình chứ? Bên kia, Úc Xá rũ mắt, ngồi ở bên cạnh Trung Uyển, xốc chăn lên, cởi một nút áo trên người Trung Uyển. Úc Xá nhìn lỗ tai hơi đỏ lên của Trung Uyển, khóe miệng hơi cong, không để ý tới y, tiếp tục cởi nút áo tiếp theo. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Dù sao phòng cũng đã được than lửa sưởi cho ấm áp, Úc Xá cũng không sợ Trung Uyển bị lạnh. Cởi hết nút thắt của y, sau đó ngừng một chút, đem hai mảnh y phục để sang hai bên. Tai Trung Uyển nháy mắt trở nên đỏ bừng. Úc Xá đứng dậy, bưng chậu nước ấm tới, vắt khăn, kéo tay Trung Uyển qua, tỉ mỉ từng chút tự tay lau chùi cho y. Lau xong bàn tay thì lau qua cánh tay. Úc Xá rửa giặt khăn, lại nhích thêm một chút, nhẹ nhàng lau cổ cho Trung Uyển, sau đó nhích xuống một chút. Úc Xá vẫn không giở trò xấu xa gì, không cố ý lau chùi chỗ nào đó, nhưng Trung Uyển vẫn không nhịn nổi phải đỏ mặt. Lau thân thể sạch sẽ rồi, Úc Xá ném khăn vào chậu nước, nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt, đặt tay lên đai lưng của Trung Uyển. Vì bệnh nên quần áo mặc cũng rất ít, eo của Trung Uyển thon gầy nên bên hông chỉ thắt lỏng một dải lụa thêu hoa văn. Đừng nói là cởi, chỉ cần dùng sức động một chút sẽ lập tức gợi rớt ra. Úc Xá đem tay ấn lên đai lưng Trung Uyển, vành tai hơi hơi đỏ, thấp giọng nói: "Cởi không?" Toàn thân Trung Uyển căng thẳng, rốt cuộc chịu không nổi, đột nhiên nghiêng người, cắn răng giữ chặt đai lưng của mình. Úc Xá mở mắt ra, khẽ cười chế giễu: "Chưa tỉnh." Trung Uyển mặt đỏ tai hồng, nghẹn tới mức đỏ cả mặt. "Đại lý Tự Khanh, ngày thường ngài thẩm vấn phạm nhân cũng là thẩm như vậy." "Tùy người." Úc Xá kéo chăn lên đắp cho Trung Uyển, "dùng cách này thẩm ngươi tương đối hợp. Tỉnh bao lâu rồi?" Trung Uyển ngượng ngùng: "Trước tối hôm trước." "Hôm trước đã?" Úc Xá bị chọc tức tới nghẹn lời. "Vậy tại sao không dậy, muốn làm ta hoảng sợ một phen? Nếu vừa rồi không phải là ta kịp thời nhận ra có gì không đúng, ngươi còn muốn giả bộ tới lúc nào?" "Cũng mày là người." Úc Xá nói không lên lời, nhỏ giọng nói: "Khi nãy phóng đãng." "Ta phóng đãng?" Trung Huyền bị chọc tức tới đỏ cả mặt, vừa vội thắt lại đai lưng vừa của trách: "Thế tử, mấy ngày nay ngươi đút thuốc cho ta thế nào, trong lòng ngươi còn không rõ sao? Tối hôm trước, sau khi ngươi đút thuốc còn cho ta ăn một viên đường. Úc tiểu vương gia, thứ cho ta thiếu kiến thức, đút đường cho người khác còn phải dùng miệng. Sáng hôm qua, ngươi đút thuốc cho ta xong, mớm đường ổn thỏa, chăn cũng đã kéo che kín, cửa cũng đã ra, một lát sau lại quay trở về, hôn ta thêm lần nữa, đó là đạo lý gì? Đêm qua càng không cần phải nói, thế tử, đút thuốc còn phải dùng đến đầu lưỡi sao? Sáng hôm nay, ngươi lợi dụng chăn che kín, cho rằng phùng quản gia không phát hiện, luồn tay vào chăn vân vê lòng bàn tay ta. Còn nữa, vì ngươi muốn hôn ta thêm chốc lát còn cố ý làm ướt áo ngoài của ta, sau đó sai phùng quản gia đi lấy áo sạch sẽ cho ngươi, đuổi ngươi đi liền hôn chán ta một cái. Chưa hết, vừa nãy ngươi còn..." "Rồi rồi, ta không truy cứu ngươi nữa." Úc Xá nghiêng đầu, hết nghe nổi. Trong xương cốt Úc Xá đúng là một chân quân tử, nhưng dù có là thánh nhân, ngày ngày đều phải nhìn thấy người trong lòng không chút sức lực chống cự nằm trước mặt mình như vậy, cũng vô pháp không làm chút chuyện. Từ lúc bắt đầu đút thuốc cho y, vài lần Úc Xá còn nhịn được, ngoại trừ lúc mớm thuốc thì tuyệt không chạm vào Trung Uyển thêm một chút nào. Nhưng vài lần sau này thì... Ánh mắt Úc Xá lóe lên, hắn quả thật đã làm một chút chuyện quá phận. Hôm trước, Trung Uyển đã tỉnh, vẫn luôn không ngồi dậy. Một là vì nhớ tới chuyện Tuyên Thụy còn có chút đau buồn, không muốn đối mặt,
hai là cảm thấy khiếp sợ khi Úc Xá lợi dụng mình hôn mê mà lén lút vụng trộm, còn muốn chờ xem Úc Xá sẽ còn làm gì quá phận hơn nữa. Phi Lễ chớ nhìn Úc Tiểu Vương gia lại có thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cố gắng đuổi người ngoài đi để có thể hôn nhẹ mình một cái. Vậy nếu qua thêm 2 ngày nữa thì chẳng phải hắn sẽ càng làm chuyện quá phận sao? Buổi tối sẽ ngủ cùng mình chứ? Lúc ngủ chung sẽ nhịn không được sờ lòng bàn tay của mình sao? Sờ lòng bàn tay rồi, có phải lại muốn sờ vào vạt áo mình không? Đáng tiếc, không chờ đến Úc Xá phạm cấm, Trung Uyển đã bị lộ tẩy trước. Úc Xá không nghĩ mấy chuyện lén lút mình làm đều bị Trung Uyển biết hết, nhất thời cũng có chút không được tự nhiên, vành tai hơi đỏ lên, ngồi cách xa y. Trung Uyển làm hại Úc Xá lo lắng mấy ngày, trong lòng đuối lý, sợ Úc Xá sẽ hung hăng vấn tội mình. Ác nhân liền cáo trạng trước, hư trương thanh thế. Thế tử, ngươi cũng không nên tức giận đi, 2 ngày nay ngươi cũng chiếm của ta không ít tiện nghi, coi như là hòa nhau. Còn có, ngươi lúc nãy còn nói với ta, nếu ta có thành một người ngốc, ngươi cũng muốn ta, ngươi... Trung Uyển đột nhiên tò mò. Thế tử, nếu ta thật sự si ngốc, chờ ta tỉnh rồi, ngươi sẽ nói thế nào với ta? Nói ta là ca ca ngươi hay là đệ đệ của ngươi, đồng môn của ngươi? Úc Xá nhìn Trung Uyển, hít sâu một hơi, y thật sự tỉnh lại rồi. Úc Xá dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự một chút. Ta sẽ nói, ngươi là của ta. Trung Uyển tò mò muốn chết. Cái gì? Úc Xá nhìn Trung Uyển, không nói nữa. Trung Uyển moi tim cào gan, còn đang muốn truy vấn thì Phùng quản gia bên ngoài đã tiến vào. Thấy Trung Uyển đã tỉnh thì vô cùng cao hứng, tiến đến hỏi han ân cần hết nửa ngày mới nhớ tới chính sự, nói với Úc Xá. Người của đại lý tự bên kia nói là có việc cần bẩm thế tử muốn gặp không? Úc Xá nói, bảo hắn tiến vào. Một lát sau, một người mặc y phục nha dịch tiến đến, hành lễ với Úc Xá, nói, người nọ sai tiểu nhân tới truyền lời với thế tử. Vẻ mất tự nhiên trên mặt Úc Xá nháy mắt tiêu tán, hắn nheo mắt, nói. Úc Xá quay đầu nhìn Trung Uyển, giải thích với y, đây là người canh giữ Thang Minh. Trung Uyển khẽ nhíu mày. Nha dịch nói, lúc vừa đưa ngón tay kia tới, lão già đó lập tức hoảng sợ, nhưng đúng như thế tử sở liệu, lão vẫn chưa thật sự tin, cảm thấy đó là ngón tay của người khác, là chúng ta chỉ đang hù dọa lão bằng cách dùng tính mạng ca ca lão uy hiếp. Nhưng qua mấy ngày, chúng ta vẫn chẳng hỏi lão câu nào, lão già đó liền cảm thấy bất an. Ngày hôm trước, chính lão nói với chúng ta, hỏi chúng ta rốt cuộc muốn biết cái gì. Trung Uyển ngồi trên giường, trong lòng khẽ động, nhìn về phía Úc Xá. Người truy vấn lão cái gì? Úc Xá nhàn nhạt nói, cái gì cũng chưa hỏi. Ta chỉ là chán ghét bộ dạng kia của ông ta, ra vẻ như thể nắm hết tất cả trong lòng bàn tay, cho nên Úc Xá cười lạnh, cố tình không làm theo tâm ý của lão. Vâng, nha dịch nói, lão già này nguyên cho rằng bản thân mình còn hữu dụng với thế tử, còn muốn đặt điều kiện với chúng ta, không ngờ qua mấy ngày liên tục, ngay cả gặp mặt thế tử còn không thèm gặp, ngày ngày chỉ đưa cho lão một đầu ngón tay còn dính máu, một câu cũng không truy vấn. Lúc này lão già đó mới thật sự luống cuống. Hôm nay chúng ta cố tình cho lão một ngón tay bị rút móng, lão già kia nhìn thấy thì bắt đầu đứng ngồi không yên, yêu cầu được gặp thế tử. Thiếu khanh bên kia phái tiểu nhân tới hỏi một chút ý của thế tử thế nào. Úc Xá lắc đầu, không gặp. Tiếp tục đưa ngón tay cho lão. Hết ngón tay thì tới ngón chân, hết ngón chân thì tai bị kẹp nát, nhìn không ra nơi nào da nơi nào thịt. Úc Xá nói, cứ chậm rãi, nói cho ông ta biết, không muốn thấy mấy thứ này nữa thì tự sát, đâm đầu vào tường có thể chết, đập vỡ bát sứ cũng có thể lấy mảnh vỡ cắt tay, cởi xuống đai lưng cũng có thể thắt cổ, tùy ông ta chọn. Đừng để lão cho rằng ta để ý tới mạng già này của lão. Khi nào lão còn không dám đặt điều kiện với ta nữa mà khai ra hết, khi nào lão tận lực lấy lòng ta mà không phải ta đi cầu lão thì ta mới có thể gặp.
Trung Huyền ngồi bên cạnh chột dạ thở ra một hơi. So với chuyện này, biện pháp đại lý Tự Khanh vừa dùng để thẩm vấn y thật sự là quá khoan dung rồi. Chương 62. Sau khi công đạo rõ ràng, Úc Xá ra lệnh cho nha dịch lui xuống. Trung Uyển như đang trầm ngâm suy tư, nhìn đuôi giường mà thất thần. Úc Xá biết y có nhiều thứ muốn hỏi, cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng ngồi chờ. Chuyện của Tuyên Thụy là Úc Xá tự mình dốc hết sức xử trí. Hắn kỳ thật cũng không rõ hẳn là rốt cuộc Trung Uyển có chấp nhận cách xử trí của hắn hay không. Trung Uyển bị bệnh hơn một tháng, gầy đi một vòng lớn, nhìn giống như hình tiêu cốt lập, đôi vai gầy trơ xương đều hiện ra sau lớp trung y. Thứ mà đầu vai lởm chởm kia phải gánh vác chính là toàn bộ Ninh Vương phủ. Úc Xá nhìn Trung Uyển, bao nhiêu oán khí trong lòng cũng tiêu tan hết. Chỉ cần y có thể tỉnh lại thì dù lát nữa Trung Uyển có cầu mình trả lại quận vương tước vị cho Tuyên Thụy, Úc Xá cũng sẽ không có nửa phần bất mãn. Úc Xá lại đợi một lát, Trung Uyển vẫn chưa nói câu nào. Trong lòng Úc Xá có chút bất an, người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Y còn có yêu cầu nào không thể trực tiếp nói với mình sao? Đã trải qua chuyện này rồi, còn có lời nào không thể thẳng thắn hỏi mình chứ? Người... Úc Xá không nhịn được, muốn hỏi ta cái gì? Trung Uyển ngẩn ra. A, Úc Xá nhíu mày. Cả nửa ngày nay ngươi suy nghĩ cái gì? Trung Uyển chột dạ nhìn qua chỗ khác, cắn môi. Đang đoán, nếu ta thật sự si ngốc rồi, ngươi sẽ gạt ta thế nào? Úc Xá tự nghĩ, mình lại suy nghĩ nhiều rồi. Gạt ngươi cùng ta là thanh mai trúc mã, gạt ngươi là nhà ngươi gặp chuyện, còn ta là người đã đem ngươi về, chúng ta cùng nhau lớn lên. Úc Xá nói xong thì còn thấy đau hết cả răng. Nhưng hắn biết Trung Uyển chính là muốn nghe cái này, chỉ có thể nói cho nhanh. Gạt ngươi, nói ngươi đối với ta tình căn thâm trùng, đối với ta luôn luôn là dư thủ dư cầu, được chưa? Chú thích: tình căn thâm trùng tính là tình dễ bén sâu, yêu sâu đậm. Hết chú thích. Trung Uyển vùi đầu vào gối, thấp giọng cười tới mức ho lên vài tiếng. Trong lòng Úc Xá lại không nhịn được mà xót xa. Nếu quả thật như vậy thì tốt rồi, Úc Xá thấp giọng nói. Mấy ngày trước lúc ngươi còn bệnh, ta cũng đã nói qua chuyện Tuyên Thụy, cũng không biết ngươi có nghe được không. Ta xử trí như vậy, ngươi cảm thấy? Trung Uyển nói, rất tốt. Tảng đá lớn trong lòng Úc Xá rơi xuống. Chuyện Tuyên Du tập tước vẫn chưa làm được, ta còn đang suy nghĩ biện pháp, ngươi... Cái kia nói sau. Trung Uyển lắc đầu. Việc này không thể làm bây giờ, không cần cưỡng cầu. Lần này hoàng thượng có thể giao cho ngươi tùy ý an bài, chính là bởi vì việc ngươi tước đi vương vị Tuyên Thụy cũng thuận theo tâm ý hắn. Nếu lại phong cho Tuyên Du, sợ là hoàng thượng sẽ không nguyện ý. Cứ từ từ, không được thì thôi. Úc Xá cũng không kể công. Mấy ngày gần đây Bắc Cương không an ổn, sức khỏe hoàng đế lại suy yếu, vốn cũng không có tâm tư mà quản chuyện Tuyên Thụy. Ta nguyện ý ra mặt liệu lý thay hắn, hắn cầu còn không được. Trung Uyển sừng sốt. Về Bắc địch, trước đó mấy ngày ta cũng có nghe nói qua, bên kia không chỉ là bị một chút nạn cướp bóc thôi sao, lớn chuyện như vậy? Không lớn. Bắc địch vương 3 tháng trước đã chết, nhi tử nhỏ nhất kế tục vương vị, nhưng lại đấu không được mấy đại ca của hắn. Hắn nuôi không nổi đội quân của mình nên phải tới biên cảnh quấy nhiễu. Úc Xá trầm giọng nói, Bắc địch hiện tại tổng cộng cũng không còn bao nhiêu người, đánh trả chúng về là được, đều là chuyện nhỏ, đợi Bắc địch tự mình nội loạn xong, đáng chết đều đã chết, kẻ sống sót tất sẽ gánh nổi đại cục, lập tức an ổn. Ninh Vương năm đó chính là chết ở Bắc Cương, sau trận chiến ấy, Bắc địch bị đánh cho tan tác, tuy đã tĩnh dưỡng 7 năm, nhưng sức dân binh lực vẫn còn không bằng một nửa năm đó. Hiện tại nếu xảy ra nội loạn, xác thật sẽ không có khả năng tạo ra sóng to gió lớn gì. Trung Uyển nghe vậy gật đầu, hy vọng là vậy. Trong khi nói chuyện, thái y bên ngoài nghe nói Trung Uyển đã tỉnh liền muốn tới bắt mạch, Úc Xá sai người cho vào. Thái y bắt mạch cho Trung Uyển, hỏi vài câu, thấy Trung Uyển vẫn còn chút sốt,
không muốn cho y dùng thuốc, vẫn là muốn thi châm, hỏi ý tứ của Úc Xá. Úc Xá thấy Trung Uyển đã tỉnh thì cũng tín nhiệm thái y nhiều hơn vài phần, gật đầu. Thái y nhận dược tương từ trong tay dược đồng, làm theo quy củ của Úc Xá, sai dược đồng ra ngoài chờ. Thái y tự mình chuẩn bị đầy đủ ngân châm rồi thì đứng ở mép giường chờ. Sau một chén trà nhỏ, thái y vẫn không nhúc nhích, còn đang chờ. Trung Uyển cũng đã bày xong tư thế, vẫn cùng thái y mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Thái y nghi hoặc nhìn qua Úc Xá. Úc Xá nhíu mày, sao ngươi còn không thi châm, nhìn ta làm gì? Thái y lắp bắp, đang đợi thế tử a. Ngày trước không phải thế tử luôn muốn tránh đi sao, hoặc là xoay người sang chỗ khác. Thái y cực kỳ vô tội, này không phải là quy củ thế tử định ra sao? Úc Xá nhìn Trung Uyển, tùy tay lấy một quyển sách tới đọc, tận lực khiến cho giọng điệu mình lơ đãng đi một chút. Vài ngày trước, người bệnh đã bộc bạch tình cảm với ta, cho nên sau này ta không cần tránh đi. Thái y ngốc tại chỗ, Úc Xá còn cho rằng thái y không tin, nhíu mày, ta lừa ngươi làm gì? Quả thật y đã nói với ta rồi, chính là Tử Câm của Kinh Thi, ngươi chắc cũng đã đọc rồi đi, Thanh Thanh Tử. Được rồi, Trung Uyển hỏng mất, đừng đọc thơ. Úc Xá biết nghe lời, liền ngậm miệng, thái y lại lần nữa khiếp sợ trước quy củ nghiêm minh của Đại Thế Gia Môn, nuốt nước miếng. Được, vậy Trung thiếu gia, cởi y phục đi. Trung Uyển đỏ mặt cởi trung y ném ra một bên, nằm sấp xuống. Úc Xá lúc này mới hiểu được, Trung Uyển lúc này mới hiểu được vì sao Úc Xá vừa rồi không che mắt mà vẫn cởi y phục của mình ra. Thì ra là hắn tự động đẩy quan hệ giữa hai người thêm một bước, cảm thấy có thể nhìn nửa thân trên của mình. Sau khi tỉnh lại, đầu tiên Úc Xá phải xử trí Thang Minh, sau đó lại có thái y tiến vào. Hai người còn chưa kịp nói được câu nào riêng tư với nhau. Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, bây giờ Trung Uyển lại có chút ngượng ngùng. Lời chua xót nói ra thuở thiếu niên, bây giờ nhắc lại, thấy xấu hổ vô cùng. Tuổi đã không còn nhỏ, vạn sự chỉ cần trong lòng minh bạch là được. Nên hôn thì hôn, nên làm cái gì đó thì làm cái gì đó. Mấy lời ngoài mặt này cũng không cần phải thật sự nói ra. Tất nhiên, này chỉ là mong muốn của một mình Trung Uyển. Úc Xá hiển nhiên là rất muốn nhắc lại. Trước đó ta có nói, muốn trị nhanh hay chậm đều phải tùy theo ý y. Nhưng sau này không cần. Úc Xá nhìn chằm chằm thái y, đột ngột mở miệng, y bệnh, sau này ta có thể làm chủ. Thái y vội đáp ứng, vâng vâng. Úc Xá lại nói, vì sao lại thế? Thì ta đã nói khi nãy. Trung Uyển chôn mặt vào gối đầu. Úc Xá muốn nói lại thôi. Thái y nếu chưa đọc qua kinh thi thì cũng không sao, lát nữa ta đưa người một quyển. Thái y căng thẳng nói, vậy thì tốt quá, đa tạ thế tử tặng sách. Úc Xá gật đầu, không có gì làm thì đọc nhiều một chút. Trung Uyển hấp hối, hận không thể làm thái y châm kim chết mình luôn. May mắn thay, trong cung đột nhiên lại có người tới truyền Úc Xá, mời Úc Xá đi. Trong triều không an ổn, Bắc Cương còn xảy ra chuyện, kỳ thật cũng không có quan hệ gì với Úc Xá. Chỉ là trước đó Sùng An Đế đã được Úc Xá giao ước, vậy nên có tâm muốn cho Úc Xá học cách liệu lý chính sự, chuyện lông gà vỏ tỏi gì đều phải truyền hắn vào. Bên kia, Úc Xá ngày ngày dùng phần còn lại của chân tay thi thể kia để tra tấn Thang Minh, nhưng cũng chưa quên mất Thang Khâm bên này. Thang Khâm ở trong cung tất nhiên đã biết chuyện Thang Minh mê hoặc Tuyên Thụy bị bưng đi xào huyệt, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa nghe được tin tức về Thang Minh, vậy nên Thang Khâm tin là Thang Minh nhất định đã tránh được kiếp nạn này. Úc Xá cũng không nhiều lời với Thang Khâm. Vào ngày hắn bắt Thang Minh, Úc Xá cướp hết sạch đồ vật tùy thân của lão, sai người vẩy máu vào tất cả mấy món phục sức đó, mỗi ngày đều sai người trong cung đưa cho Thang Khâm. Cũng như Thang Minh, mới đầu thì Thang Khâm cũng bất động thanh sắc, tựa hồ cũng không để ý, hơn nữa cũng rất đề phòng, chuẩn bị đủ cách để đối phó,
nhưng cũng không có ai để ý tới ông ta. Đồ vật nhiễm máu cứ giống như vậy mà đưa qua cho ông ta. Thang Khâm rốt cuộc ngồi không yên, bắt đầu chủ động truyền tin ra ngoài cung, nhưng tin tức lại như đá chìm dưới đáy biển. Úc Giá lần này ra tay tàn nhẫn, làm thịt sạch sẽ người của Thang Minh, Thang Khâm tìm không được ai. Thang Khâm minh bạch, đây là Úc Giá đang ép lão vào đường cùng. Lão nhịn mấy ngày, cuối cùng vô pháp, chủ động nhờ người truyền tin với Úc Giá. Ngày ấy Trung Uyển còn hôn mê, Úc Giá căn bản cũng không có tâm tư để ý tới chuyện khác, không đoái hoài gì tới Thang Khâm. Lão thái giám chưa từng giao thủ với người nào như vậy, trong lúc nhất thời lại càng không biết nên đối phó thế nào. Lại qua thêm vài ngày, Thang Khâm thật sự không nhịn được nữa, lại một lần nữa nhờ người truyền tin cho Úc Xá. Sau khi hạ triều, Úc Xá lại bị Sùng An Đế giữ lại nghị sự, làm cho mật thám không thể truyền tin tức cho Úc Xá. Sốt ruột, Phùng quản gia suy nghĩ một chút, dứt khoát đem người vào nội viện giao cho Trung Uyển. Trung Uyển không hiểu ra sao, làm sao vậy? Người của Thế Tử nói có chuyện gấp cần phải công đạo với Thế Tử, trì hoãn không được. Phùng quản gia nói với mật thám, có thể nói với Trung thiếu gia. Nói xong, Phùng quản gia liền lui xuống. Thám tử hành lễ với Trung Uyển rồi thấp giọng nói, lão thái giám trong cung muốn biết tin tức Thăng Minh, nói sẽ nguyện ý bán Thế Tử một ân tình. Trung Uyển hỏi, ân tình gì? Thám tử nói, ông ta nói hôm qua bên Bắc Cương có người sai truyền tin cho Ngũ Điện Hạ. Trung Uyển ngạc nhiên, Bắc Địch. Đúng vậy, chính là người của Bắc Địch Vương. Mật thám nói, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì tiểu nhân không hiểu. Chỉ nghe nói Bắc Địch Vương này rất vô dụng, sau khi kế tục vương vị thì tình cảnh thật không được tốt, bị mấy ca ca của hắn thay nhau khinh nhục. Mấy tháng sau thì lang bạc kỳ hồ, rời chỗ đóng quân vài lần, đã bị đuổi tới biên cảnh. Trung Uyển gật đầu, Thế tử cũng nhắc qua một lần với ta, hắn liên lạc với Tuyên Quỳnh làm gì? Thám tử nói, lão nói rất hàm hồ, tiểu nhân nghe không hiểu, chỉ có thể thuật lại nguyên lời của ở lão. Bắc Địch Vương hỏi Ngũ Điện Hạ có muốn chuyện xảy ra 7 năm trước ở Bắc Cương lại truyền sướng hay không. Con ngươi Trung Uyển tối sầm lại. Trung Uyển tận lực bất động thanh sắc. Ông ta còn nói gì nữa? Thám tử lắc đầu, không có, tiểu nhân hoài nghi lão già này còn biết chuyện khác. Hiện giờ hắn đã thành tâm phúc của Úc Phi, Ngũ Điện Hạ trong một ngày cũng nhiều lần chạy qua bên Úc Phi. Chuyện của họ, lão nhất định biết. Lão già này đang lấy lòng Thế Tử, tiểu nhân muốn hỏi một câu là tiếp tục ép lão hay là nghĩ cách thu phục lão, hỏi rõ ràng chuyện này. Trước cứ ép ông ta, không cần để ý tới. Trung Uyển nói, chờ Thế Tử trở về, hỏi Thế Tử, ngươi đi trước đi. Mật thám không thể ở lâu, nghe vậy liền đi. Thể lực Trung Uyển chống đỡ hết nổi, ngồi xuống uống hai ngụm trà. Úc Giá ép Thăng Minh cùng Thăng Khâm. Thăng Khâm hiện tại hiển nhiên là muốn đảo khách thành chủ, tranh quyền chủ động. Lời ông ta nói có thể có bao nhiêu phần sự thật? Có muốn chuyện xảy ra 7 năm trước ở Bắc Cương lại được truyền sướng hay không? Chú thích: truyền sướng đồng nghĩa với lặp lại. Hết chú thích. Đây tất nhiên là chuyện của Ninh Vương. Triều đại Thái Tổ Hoàng đế đã định ra một thiết luật, mỗi khi có chiến sự nhất định phải phái một hoàng tử theo quân xuất chinh để làm phấn chấn quân tâm. Trung Uyển bỗng nghĩ tới một tình huống xấu nhất. Bắc Địch Vương có lẽ cũng không phải là bị binh hùng tướng mạnh của các ca ca xua đuổi đến tận Bắc Cương, mà là hắn đang cố ý. Trung Uyển suy nghĩ lại lời của mật thám, mơ hồ cảm thấy mưa gió sắp tới. Trung Uyển hy vọng là mình chỉ đang đa tâm, nhưng vẫn đứng dậy gọi Phùng quản gia tới. Trung Uyển cười gượng, bản thân cảm thấy mình rất nhạt nhẽo, nhưng vẫn là ra mặt dày nói, thân mình ta có điểm không tốt, làm phiền ngài vào cung mời Thế Tử về một chuyến. Phùng quản gia khó xử nhìn Trung Uyển, có chuyện gì chờ Thế Tử buổi tối trở về lại nói,
Thỉnh thế tử về sớm mà lại dùng cớ này, thế tử cũng đâu có ngốc, làm sao sẽ tin. Trung Uyển không dám trì hoãn thời gian, vô pháp đành phải dặn dò Phùng quản gia. Đi, đi, hắn nghe xong tất nhiên sẽ trở về. Phùng quản gia một lời khó nói hết đi mất. Một canh giờ sau, trong phòng nghị sự, vị trí chính giữa trống rỗng, Sùng An Đế đã sớm về hậu cung. Phòng nghị sự phân thành hai gian, ở gian ngoài, các tiểu hàn lâm đang phân loại sửa sang lại công văn. Ở noãn các, nhóm các lão thì đang ngồi xử lý chính sự. Úc Xá bị bắt ở lại ngồi giữa noãn, tiếp nhận các công văn đã phê duyệt của nhóm các lão, xem qua từng cái một, để cho các hoàng tử hoặc là các tiểu thân vương được nể trọng, biết cách xử lý chính vụ, đều là phải tới đây quan sát thế này. Úc Xá bây giờ cũng bị đưa tới, nhóm các lão trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói ra, cam chịu để người khác họ như Úc Xá ngồi chung. Một tiểu thái giám ở ngoài noãn các lấp ló nhìn, đợi hết một nén nhang cũng không thấy Úc Xá đi ra, vô pháp chỉ có thể tự mình khom người vào noãn các. Vừa vào đã bị các thái giám hầu hạ bên trong phòng quét ra như bụi. Tiểu thái giám lại bất chấp chui vào nói: Úc Vương phủ có việc muốn bẩm. Người khác không dám lại cản nữa, đều tiểu thái giám tiến vào. Trong noãn các yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy các tiểu hàn lâm sàn sạt bước chân cùng tiếng soàn soạt lật công văn của mọi người. Úc Xá buông công văn trong tay xuống, hạ giọng hỏi: Lại làm sao? Tiểu thái giám vẻ mặt rối rắm, nhỏ giọng nói: Thân mình trung thiếu gia không thoải mái. Mấy các lão trong noãn các đều vội vã làm công vụ của mình, nhưng đều đang dựng thẳng tai, hận không thể sát vào nghe cho rõ ràng. Lại là cái vị trung thiếu gia kia. Úc Xá đảo mắt quét ngang mọi người, áp xuống chút hoan hỉ trong lòng, trên mặt lại như thường: Không nói với y là ta đang bận. Tiểu thái giám đau khổ: Nói rồi. Nói rồi thì lui xuống. Úc Xá cầm lấy một quận công văn khác, nói với y: Ta xong chuyện bên này sẽ tự khắc hồi phủ bồi y. Tiểu thái giám không dám đi. Úc Xá tận lực đè nặng khóe miệng đang cong lên: Không thoải mái thì tìm thái y, khó chịu một chút lại nhất quyết phải thấy ta là cái tật xấu gì, ai nuông chiều y như vậy. Tiểu thái giám nói lắp: Tìm thái y rồi. Úc Xá cơ hồ là sắp giấu không nổi ý cười trong mắt, nhưng vẫn tận lực giữ mặt lạnh. Lại không chịu uống thuốc, hay muốn ta mớm y? Thấy các lão đau răng không thôi, nhưng lỗ tai càng lúc càng thẳng. Mặt tiểu thái giám nhăn thành một cục: Thế tử đừng hỏi mà. Úc Xá chính là muốn nghe Trung Uyển chơi xấu hắn cái gì, làm sao không hỏi cho được. Hắn bưng lên một chén trà nhỏ, đạm nhiên: Không có gì quan trọng thì bỏ đi. Có. Tiểu thái giám vô pháp quỳ xuống, hỏng mất nói: Trung thiếu gia nói thái y khám ra hỉ mạch cho y, bảo thế tử vô luận thế nào cũng phải trở về nhìn xem. Úc Xá sặc một ngụm trà. Cùng lúc đó, người trong nửa cái noãn các đã đồng thanh ho lên. Chương 63. Tiểu thái giám ủy khuất muốn chết, đã bảo đừng hỏi, một hai cứ phải hỏi, còn một hai phải làm trò. Hỏi trước mặt nhiều đại nhân như vậy, Phùng quản gia bên kia dặn là phải lén lút nói với Úc Xá, giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều biết hết. Hỉ mạch. Không nghe lầm, chính là hỉ mạch. Trung thiếu gia này còn không phải là Trung Quy Viễn sao? Y không phải là nam tử, sao có thể có thai? Trung Quy Viễn, ta biết y. Y năm đó thiếu chút nữa đã trúng tam nguyên, chính là Văn Khúc Hạ Phàm. Dù y có là sao Văn Khúc Hạ Phàm thì cũng không thể sinh hài tử a. Vô luận là thật hay giả, thái y khám ra hỉ mạch này sợ là không thể quay về thái y viện. Trở về không được. Hỉ mạch vừa ra, hết thảy đều không thể giống như trước kia nữa. Trong lòng Úc Xá trống rỗng, hoài nghi có khi nào mình lại phát bệnh. Mình đây là bắt đầu bị loạn thần rồi sao? Nhĩ lực của Úc Xá đột nhiên nhạy bén gấp 10 lần. Ngay giữa noãn các tiểu thái giám lẫn tiểu hàn lâm đều châu đầu vào nhau, ghé tai thủ thỉ thủ thỉ.
Từng chữ đều truyền tới tai hắn làm hắn hỗn loạn vô cùng, trong đầu ầm ầm vang lên. Thiếu thái giám truyền lời còn quỳ gối dưới chân Úc Xá, khóc nức nở. Thế tử, đột nhiên xảy ra chuyện, ai trong phủ cũng không đoán được sẽ như vậy, ngài mau trở về. Bao ánh mắt trong Noãn Các lập tức dồn về phía hắn, ngay cả một tôn các lão năm nay đã hơn 70 cũng khó có thể kiềm nổi tò mò mà buông bút xuống, căng thẳng nhìn về phía Úc Xá. Mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Úc Xá. Đôi mắt Úc Xá đỏ lên, vô số ý niệm trong đầu bắt đầu phóng lên như tên bắn. Hắn một chút cũng không nghĩ muốn có hài tử, nhưng nếu là của Trung Uyển thì sẽ không muốn sao? Nếu là của hắn thì phải sinh. Úc Xá tận lực làm mặt của mình tự nhiên một chút, ngữ khí bình tĩnh. Tin tốt. Úc Xá nghe được tiếng hít không khí của mọi người, theo bản năng muốn bảo vệ cho Trung Uyển, làm ra dáng vẻ như là quen thuộc với chuyện này lắm, lẩm bẩm giải thích. Chuyện này tất nhiên rất bình thường, là người thì sẽ mang thai, không có gì mới. Tiểu thái giám mặt nghẹn tới phát tím, cố hết sức gật đầu. Ta đây. Úc Xá bất cần đánh đổ chén trà, hắn đứng dậy. Ta đây trở về nhìn xem. Úc Xá đi ngang qua mấy tôn các lão bên kia, nhóm các lão cũng không dám cản, kính sợ đứng dậy, ngừng thảo luận chính sự, cùng cung tiễn Úc Xá ra ngoài. Sau khi ra khỏi cung đi được một hồi, Úc Xá mới bị gió lạnh thổi cho thanh tỉnh. Hắn dừng chân, bị Trung Uyển chọc tức tới đau cả phổi, dãy giụa do dự hết mấy phen, nghĩ xem có nên quay lại Noãn Các giải thích vài câu hay không. Thế tử, thế tử. Năm ngón tay phải thanh mảnh của Úc Xá siết chặt, khớp xương rung động. Hắn lắc đầu, thôi, thanh giả tự thanh, không, không sao hết. Tại biệt viện Úc Vương Phủ, Trung Uyển lòng nóng như lửa đốt, đợi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc cũng chờ được Úc Xá. Trung Uyển thấy sắc mặt Úc Xá không đúng lắm, ngẫm lại lời mình sai người truyền cho hắn cũng có chút xấu hổ, nhưng lại nghĩ dù sao đây cũng chỉ là bí mật tình thú nho nhỏ giữa hai người, không truyền ra ngoài thì lại cảm thấy không có gì, tóm lại không mất mặt với người ngoài thì sợ cái gì. Úc Xá bụng đầy oán khí trừng mắt nhìn Trung Uyển, cũng không mặt mũi nói cho Trung Uyển biết hiện tại toàn bộ nội các đều biết chuyện y mang thai. Hai người liếc nhau, quyết định không bàn chuyện này. Úc Xá ngồi ở một bên, thấp giọng nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Trung Uyển thuật lại hết lời mật thám nói trước đó cho Úc Xá. Úc Xá yên tĩnh một lát, lầm bầm. Chuyện 7 năm trước là có ý gì? Trung Uyển nói. Trước đó ngươi có nói với ta một chút chuyện của Bắc Địch, không quá kỹ càng tỉ mỉ. Ta muốn hỏi ngươi, Bắc Địch Vương hiện tại đang giao chiến với các huynh của hắn sao? Úc Xá lắc đầu, không có. Úc Xá nói, sau khi tiên Bắc Địch Vương chết, mấy nhi tử lớn tuổi đều mang quân đội của riêng mình thoát ly khỏi vương trướng. Bọn họ cũng kiêng kỵ lẫn nhau, đều nóng lòng muốn chiếm lấy phần thảo nguyên mình quen thuộc. Không ai sẽ đi may áo cưới cho người khác mà đi công khai cầm đầu quân phản nghịch lại vương trướng. Trung Uyển lại hỏi, ý ngươi là chỉ cần bọn họ không hợp lực thì vẫn không thể nắm chắc phần thắng trước Tân Vương? Úc Xá nói, đúng thế, Tân Vương là phế vật nhưng cũng còn đội quân của tiên Bắc Địch Vương để lại cho hắn. Nếu không phải là bị đánh đuổi chạy tới, Trung Uyển trầm ngâm. Tân Bắc Địch Vương hà tất phải chủ động chạy đến biên cương phía Bắc, hai mặt đều có địch. Úc Xá trầm mặc một lát, biên cảnh truyền tới tin tức là Bắc Địch Vương sợ hãi các huynh trưởng cho nên bị ép phải chạy xuống phía Nam. Nhưng tình huống thế này tựa hồ không nguy cấp đến mức đó, rời tới phía Nam là hạ sách. Trung Uyển nói, phía Nam là chúng ta, hướng Bắc lại là các huynh trưởng không mang hảo ý. Một trượng cũng không đánh, lại lập tức thoái nhượng đến mức này, tựa hồ có chút gượng ép. Úc Xá chần chờ một lát, ta cũng có nghĩ tới, nhưng tin tức truyền từ Bắc Cương không nhất định đúng. Có lẽ có đánh qua, có lẽ binh lực Bắc Địch Vương có ít hơn nhiều so với tin chúng ta nhận được. Có lẽ...
Có lẽ hắn là chủ động rời xuống nam, muốn bị dồn vào tử địa rồi lại tái sinh. Trung Huyền nhẹ giọng nói, Thế tử, ta có dự đoán không mấy tốt lành, ngươi muốn nghe không? Ánh mắt Úc Xá mang ý bảo y nói, Vô luận Thăng Khâm có bị người hù dọa hay không, lão bây giờ là đang có ý muốn lấy lòng ngươi. Tin tức đầu tiên được truyền đi thì có 9 phần tin được. Dù sao cũng là lần đầu lấy lòng, nếu là giả, sau này còn muốn thương lượng gì được nữa. Nếu là thật, chuyện xưa 7 năm trước sẽ lại một lần nữa lặp lại ở Bắc Cương, chính là muốn một lần nữa khai chiến. Ai khai chiến với ai? Chúng ta với Bắc Địch. Bắc Địch Vương tìm đường chết như vậy, chính là muốn gây sự chú ý với chúng ta, dụ chúng ta xuất binh. Nhưng các huynh trưởng của Tân Bắc Địch Vương đều ở sâu trong Bắc Cương địa phận, kẻ xâm phạm biên cảnh của ta lại chính là quân đội của Bắc Địch Vương. Chúng ta đánh cũng chỉ biết đánh Bắc Địch Vương, vậy thì hắn làm cách nào để họa thủy đông dẫn? Chú thích, họa thủy đông dẫn, tức là dẫn tai họa đến cho người khác. Hết chú thích. Coi như hắn có thể rút lui kịp thời khi quân ta tiếp cận, cố tình tạo đường cho quân ta đánh sâu vào Bắc Phận, hắn làm cách nào có thể khống chế toàn bộ thế cục lúc đó. Hiện giờ binh lực Bắc Địch cũng không đủ để chống lại chúng ta. Ở trong mắt chúng ta, người Bắc Địch nào cũng đều như nhau, không ai quan tâm bọn họ rốt cuộc là người của ai. Một khi đã giao chiến, chúng ta rất có thể sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ. Hắn không sợ sao? Hắn sợ. Cho nên hắn cũng không dám quấy nhiễu quá mức, chỉ dám cướp bóc, không dám tàn sát, sợ là sẽ hoàn toàn chọc giận chúng ta. Úc Giá uống một ngụm trà, thấp giọng nói, cho nên hắn muốn làm một vụ giao dịch với ai đó cùng tâm tư với hắn. Trung Uyển thấp giọng nói, Tuyên Quỳnh. Tân Bắc Địch Vương tất nhiên cũng biết rõ thế cục bên này của chúng ta, biết hoàng đế tuổi đã cao, biết chúng ta còn chưa lập thái tử, biết tình cảnh lưỡng nan của các hoàng tử hiện giờ. Hắn nguyện ý cho một vị hoàng tử mượn đao giết người. Đương nhiên sau khi đại sự đã thành thì hắn cũng muốn đoạt được thứ mình muốn. Tuyên Quỳnh, hoặc là ở trong triều hành động, tả hữu xuất binh thay Bắc Địch Vương san bằng quân đội của các huynh trưởng hắn, hoặc là càng dứt khoát hơn một chút, sau khi tân đế của chúng ta đăng cơ, trực tiếp lấy binh trợ lực hắn, giúp hắn thống nhất thảo nguyên. Úc Xá nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, Bắc Địch Vương có bản lĩnh gì mà đủ tự tin để làm đao cho hoàng tử tranh chữ? Hắn có. Trung Uyển trầm giọng nói, Hoàng đế Thái Tổ đã định ra một thiết luật, khi có chiến sự phải phái một hoàng tử theo quân xuất chinh để làm phấn chấn quân tâm. Úc Xá híp mắt, ta ước chừng Bắc Địch Vương hiện giờ còn không kiếm ra được 5 vạn binh mã. Dù cho Tuyên Quỳnh có thể nghĩ cách làm Tuyên Cảnh xuất chinh, Bắc Địch Vương xuất hết toàn lực sợ cũng khó lay động được binh mã bên ta. Vậy... Không, Trung Uyển ngắt lời Úc Xá, Bắc Địch Vương sẽ không lấy trứng chọi đá, xuất hết toàn bộ binh lực chỉ vì giết đội quân tùy thân của hoàng tử. Vậy thì quá khó khăn, cũng hao tổn quá nhiều. Hắn không cần phải xuất chinh lấy cứng đối cứng, ngược lại, hắn muốn lấy lòng tướng lĩnh của quân xuất chinh, bỏ ra mấy ngàn người Bắc Địch để cho quân Bắc Chinh tàn sát họ, tương trợ hoàng tử xuất chinh lập chiến công, sau đó làm ra thái độ bại lui nhún nhường để cho hoàng tử xuất chinh có chiến tích đẹp đẽ, cuối cùng truyền vào trong quân ta mấy phong hàm giả. Sau đó, Trung Uyển nghĩ tới chuyện xảy ra năm đó, trong lòng lại nổi lên vài phần bi phẫn, y dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó mấy phong mật tin này tất nhiên sẽ viết về an bài của bọn họ, truyền về lại trong triều. Trung Uyển nhìn về phía Úc Xá, Thế tử, đến lúc đó, người thông đồng với địch sẽ biến thành ai? Úc Xá trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói, năm đó Ninh Vương liền chết vì điều này. Trung Uyển không nói thêm nữa, y nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau mới nói, tất nhiên đây đều là suy đoán của ta, Ninh Vương năm đó rốt cuộc là như thế nào, ta cũng không biết, nhưng ý niệm hiện tại của Bắc Địch Vương, ta chắc chắn mình đoán chúng ít nhất cũng phải 8 phần. Thế tử, ngươi tin ta không? Úc Xá buông chén trà xuống nói, ta tin, nhưng có một chút, ta cảm thấy ngươi nghĩ vẫn chưa chính xác.
Trung Uyển ngẩn ra, y tự nhận mình suy xét xem như đã chu toàn, còn cái gì khác sao? Úc Xá nhìn Trung Uyển hỏi, chỉ cần là hoàng tử thì sẽ mang quân đi được, vì sao ngươi cảm thấy Tuyên Quỳnh đang muốn đẩy Tuyên Cảnh xuất chính? Trung Uyển trong lòng khẽ động, ngạc nhiên, chẳng lẽ là... Úc Xá cười tự giễu, binh hành hiểm chiêu. Úc Xá nói, liều mạng làm hoàng thượng nhận hồi ta, sau đó cũng muốn đưa ta đến Bắc Cương. Dù sao chỉ cần ta vừa xuất binh là chẳng khác nào đang nửa chân dẫm vào quan tài. Ta còn có thể sống đến mấy ngày thì phải xem tâm tình của hắn. Cứ như thế, sạch sẽ. Ngày bao vây diệt trừ Thăng Minh, Thăng Minh từng nói với Tuyên Thụy chuyện Úc Xá là tư sinh tử của hoàng đế. Sau đó Trung Uyển vẫn luôn bệnh tới bây giờ, hai người cũng không nhắc lại chuyện này. Trung Uyển biết đây là chuyện Úc Xá kiêng kỵ, trăm triệu không nghĩ tới Úc Xá sẽ lại tự mình chủ động nhắc về nó. Úc Xá nhìn Trung Uyển, lạnh lùng nói, đến lúc đó, ngươi phải mang trong bụng hài tử mồ côi phụ thân để tái giá với người khác. Trung Uyển sửng sốt, quấn bách, chúng ta đang nói chính sự. Ta cũng đang nói chính sự, ngươi suy xét không tồi, sớm nhắc nhở ta, coi như ta nhớ công lao này của ngươi. Úc Xá đứng dậy, không thể chỉ nghe lời lão thái giám Thang Khâm. Ta có cài người vào bên cạnh Tuyên Quỳnh, sẽ sai họ điều tra rõ ràng trước. Ngươi... Úc Xá muốn nói lại thôi, Trung Uyển nghiêm túc chờ. Còn cái gì muốn phân phó ta sao? Sau này, ngươi muốn gọi ta tới, Úc Xá nhíu mày, thì đừng có nói mấy cái chuyện kỳ quái đó nữa. Vành tai Trung Uyển đỏ lên, không tự nhiên nói, sợ ngươi không biết đang có chuyện gì, ta sốt ruột nên cố ý đùa giỡn ngươi. Dù sao người khác cũng không biết, có mất mặt cũng chỉ là mất mặt với ngươi. Úc Xá không đành lòng nói cho Trung Uyển chuyện ở nội các, mặt mang biểu tình phức tạp đi mất. Trung Uyển lại ngẫm chuyện Bắc Cương ở trong lòng một lần nữa, tận lực nghĩ cách ứng phó cho Úc Xá. Y lại không thể nhịn được mà nghĩ đến Ninh Vương, trong lòng không khỏi bi thương. Trung Uyển thở phào, đứng dậy đi đến cửa sổ thông khí một chút. Trung Uyển đứng dậy trong chốc lát, nghe được mấy người hầu ngoài cửa sổ đang ghé tai nhau, cùng nhau thì thầm nói chuyện phiếm. Trung Uyển nhịn không được cười lên một tiếng. Úc Xá nhìn hung hăng thật, nhưng đối đãi hạ nhân rất tốt. Đã nhiều năm như vậy rồi mà người trong phủ vẫn như thế, cái gì cũng đều dám nói, cái gì cũng đều dám bàn tán. Trung Uyển muốn nghe chút chuyện về Úc Xá, dựa ở cửa sổ, khóe miệng hơi hơi cong lên, nghiêng tai lắng nghe. Nghe được một lát, ý cười trên mặt Trung Uyển đều dần cứng lại. Không thể nào, ta cũng không tin Trung thiếu gia có thể mang thai. Nhưng đó chính là có, mặc kệ người tin hay không, hiện tại trong cung ngoài cung đều đã biết rồi. Hiện giờ chỉ còn xem thế tử có nhận hài tử này không. Thế tử mới vừa rồi xuất môn vội vàng, biểu tình hoảng hốt, tựa hồ cũng không vui lắm. Nếu không nhận thì biết làm sao? Vậy hài tử không phải của thế tử sao? Đừng nói bừa, tất nhiên là của thế tử. Không muốn sống nữa, không phải của thế tử thì còn của ai? Phải. Ấy, Trung thiếu gia mệnh khổ, ở Kiềm An chịu khổ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới về kinh được, lại còn phải mang thai hài tử. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, không có gì là tuyệt đối. Mệnh người là do trời định, phải mang thai thì sẽ mang thai. Ai có thể đoán trước được điều gì? Trung thiếu gia trốn hết 7 năm cũng không tránh được thế tử chúng ta lần này. Dù có trốn thì hài tử này ông trời đã định là y phải mang thai, còn định là sẽ sinh ra, sau này y sẽ trở thành phu nhân của quý phủ. Không ai có thể lay động được địa vị của Trung thiếu gia trong phủ hết. Suy cho cùng cũng là thế tử chúng ta lợi hại, có thể khiến thiếu gia mang thai. Phải. Thế tử niên phú lực cường, thế tử bách luyện thành cương. Trung Uyển úp đầu trên cửa sổ, đôi tay phát run, không muốn sống nữa. Chương 64. Khoan nói việc xảy ra sao có thể truyền nhanh như vậy, chưa tới một canh giờ mà mọi người đều đã biết, người trong cái phủ này đều điên hết rồi sao?
Chẳng lẽ mọi người tin thật? Lũ gia tướng và hạ nhân này vì mỗi ngày đều phải nghe lệnh Úc Xá làm chuyện như tháo bánh xe người ta nên cũng ngốc theo rồi sao? Đừng nói là Úc Xá đã lén lút mời đạo sĩ làm phép rồi nhé. Vậy tức là Úc Xá khi nãy cũng tin sao? Tử Hữu, hắn rốt cuộc có biết không đây? Nam tử mang thai không được. Thanh âm Trung Uyển phát run. Hắn lại có thể biết hay không? Dù ta thật có thể mang thai thì trước đó một ngày cũng phải bị hắn đè chứ. Nghĩ vậy rồi, Trung Uyển không khỏi có chút khó chịu. Úc Xá dựa vào cái gì? Bản thân hắn không xuất chút lực đòi y sinh tiểu hài tử cho hắn. Ta muốn hài tử, ngươi sinh một cái đi. Úc Xá phỏng chừng là có thể nói ra được lời như vậy. Nhưng mình có tài cán gì mà có thể lấy nam tử chi thân này để mang thai, dùng chính sức mình để kéo dài hương khói cho hắn đây? Chỉ là có tình cảm với hắn mà thôi, sao lại đột nhiên còn phải gánh vác trách nhiệm lớn lao này cho hắn? Ngoài cửa sổ, nhóm gia tướng cùng tôi tớ càng bàn càng xa. Trung Uyển nghe được thì trong lòng không khỏi run sợ, sợ tới mức phải né tránh cửa sổ, đi ngồi ở nơi khác. Bên kia, trong cung của Úc Phi, Tuyên Quỳnh đứng ngồi không yên, đứng dậy đi vài vòng, nóng nảy nói, rốt cuộc mẫu thân vẫn chưa nghĩ ra. Úc Phi đan chặt 10 ngón tay, vò khăn tay tới tràn đầy, vò đến rách khăn tay, ánh mắt lập lòe. Ta muốn hỏi cữu cữu ngươi một chút. Nhưng người vừa bảo cữu cữu sẽ không dám. Tuyên Quỳnh xoay người, lo âu nói, nếu hắn biết thì coi như hết làm được chuyện này. Mẫu thân thấy rồi đó, bây giờ phụ hoàng nể trọng Úc Xá nhiều biết bao nhiêu, mỗi ngày đều đem hắn tới ngồi tại nội các nghe bẩm tấu và định chính sự. Từ khi Tam Ca đi, thân mình phụ hoàng càng ngày càng không tốt, phụ hoàng không còn sức xử lý, nhưng lại không đem nửa phần chính sự nào phó thác cho ta. Này là có ý tứ gì, người còn chưa rõ sao? Mặt mày Tuyên Quỳnh tái xanh. Án tham ô của Giang Nam nguyên bản nên giao cho hình bộ chúng ta, nhưng không biết phụ hoàng nghĩ gì lại đem án này đưa cho đại lý tự, còn phái quan tra xét đi hỗ trợ, rõ ràng là đang muốn rèn luyện Úc Xá. Sau khi kết án tham ô, Giang Nam bên kia sẽ bị chính tay Úc Xá dọn dẹp sạch sẽ một lần, người lưu lại tất nhiên đều là nhân thủ của hắn. Lại nói, người được thay vào chính là thân tín do hắn một tay nâng đỡ, chuyện còn chưa đủ lớn sao? Cữu cữu thì sao? Chỉ biết kinh sợ tạ ơn thay cho Úc Xá, nửa câu cũng không dám nói, quay đầu trấn an ta nhưng thật ra chỉ là một bộ nhún nhường. Nói cái gì mà không cần so đo được một mất mười? Không so đo? Sao lại không so đo? Cứ thế thì Úc Xá sẽ được phong thành thái tử luôn đấy. Úc Phi bất an nói, nhưng hoàng thượng vẫn chưa nhận hồi hắn còn gì. Người muốn ép hắn xuất chinh thì khác gì để hắn lập tức phải nhận tổ quy tông. Luyến tiếc hài tử thì không thể bắt sói. Dù ta không đẩy thì phụ hoàng sớm muộn cũng sẽ nhận hồi hắn. Đến lúc đó rồi thì cũng như nhau cả thôi. Tuyên Quỳnh sốt ruột nói, mẫu thân, ngươi còn chưa rõ ràng sao? Phụ hoàng đã có tâm tư nhận hồi hắn, chỉ là đang lo không có cái cớ nào. Ta đây cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Nhận hồi Úc Xá, phái hắn đi Bắc Cương, chuyện thuận buồm xuôi gió như vậy, phụ hoàng sẽ không thể nào không động tâm. Chỉ cần Úc Xá tiến lên Bắc Cảnh, muốn hắn chết khi nào thì chỉ cần một câu của ta. Tuyên Quỳnh nói, Bắc Địch Vương đã hứa hẹn, chỉ cần Úc Xá đến Bắc Cương, hắn nhất định có thể an bài tội danh thông đồng phản quốc cho Úc Xá. Nếu ta lại có thể thay hắn truyền lại tin tức của quân ta, hắn còn có thể có tới 7 phần nắm chắc trực tiếp làm thịt luôn Úc Xá trên chiến trường. Vậy thì ta còn gì để lo lắng? Lo lắng ai? Tuyên Cảnh sao? Kẻ thừa thãi như hắn có cái gì để tranh với ta? Úc Phi đứng dậy, đi một vòng trong phòng, thanh âm phát run. Nhưng ta vẫn lo, muốn động thủ với Úc Xá cũng không dễ như vậy. Phía sau hắn còn có An Quốc trưởng công chúa. Cữu cữu ngươi cũng từng nói, chỉ cần hoàng thượng không nhận hồi Úc Xá thì hắn sẽ vĩnh viễn không danh chính ngôn thuận, vô pháp thật sự làm được gì chống lại ngươi. Ta sợ ngươi đây là đang thả hổ về rừng,
Bằng không, ngươi vẫn nên chọn Tuyên Cảnh đi, dùng chuyện Bắc Địch để trừ khử hắn không phải cũng tốt sao? Giết gà cần gì dao mổ trâu, miệng Tuyên Quỳnh khoác to ra. Hơn nữa Tuyên Cảnh không thể chết bây giờ được, hắn chết rồi, trong mắt Úc Xá cũng chỉ còn ta, vậy thì tình thế của ta càng gian nan. Úc Phi sợ hãi, nhưng lời tên Bắc Địch kia nói có thể tin sao? Tất nhiên có thể tin, mắt Tuyên Quỳnh lóe lên hung quang. Thứ mật thám đưa tới là huyết thư của Bắc Địch Vương, mạng của hắn bây giờ đã thoi thóp, chỉ có thể dựa vào ta tương trợ hắn. Màn đêm buông xuống, tại biệt viện Úc Vương phủ, vẻ mặt Úc Xá nghiền ngẫm nhìn người xa lạ quỳ trên mặt đất, mỉm cười. Sao lại có được thể diện lớn như vậy? Dù chưa gặp lần nào nhưng lại được Bắc Địch Vương tín nhiệm, thật là vinh hạnh. Trung Uyển đứng ở sâu trong phòng, ôm cánh tay dựa vào tường, lặng lặng nghe. Y vào Úc Xá cũng không ngờ cái tên Bắc Địch Vương này, dù có nhiều lựa chọn khác, lại vẫn tới tìm Úc Xá. Người xa lạ tháo khăn che mặt trên cổ, từ trong lồng ngực móc ra một phong huyết thư, tiến vài bước quỳ xuống, trong mắt rưng rưng, vẻ mặt túc mục, chắp tay với Úc Xá. Úc Xá dùng khăn che lại miệng mũi, hơi nhích xa xa một chút. Ta ghét máu, người lấy thứ này cách xa ta đi. Trung Uyển ở bên trong hung hăng nhéo mình một cái mới nhịn xuống được không cười ra tiếng. Người xa lạ chỉ có thể thu hồi huyết thư lại, nói: Đại vương chúng ta từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Úc tiểu vương gia, nhiều năm trước đã muốn kết giao với tiểu vương gia, nhưng Nam Bắc đường trường ngàn dặm không được như nguyện. Bây giờ đại vương ngày ngày bị giày vò trong tình thế nước sôi lửa bỏng, tình cảnh gian nan. Điều đầu tiên ngài nhớ tới chỉ có một mình bằng hữu là ngài. Úc Xá cúi đầu giấu đi ánh mắt châm chọc, không nói chuyện. Người lạ nói tiếp: Tình cảnh đại vương chúng ta chắc chắn Úc tiểu vương gia cũng rõ. Khốn cảnh của Úc tiểu vương gia, đại vương chúng ta cũng nghe được vài nội tình. Đại vương chúng ta nguyện ý khuynh tẫn toàn lực hoàn thành tâm nguyện to lớn của Úc tiểu vương gia. Chỉ hy vọng là sau khi nguyện vọng trong lòng của ngài đạt thành, còn có thể nhớ tới bằng hữu nơi thảo nguyên xa xôi, suốt chút viện quân tương trợ. Úc Xá ung dung cười: Ta có khốn cảnh gì? Người xa lạ chần chờ một lát. Cái này Úc Xá cũng không làm khó dễ gã, lại hỏi: Đại vương các ngươi muốn tương trợ ta thế nào? Người xa lạ vội lấy lời hứa hẹn với Tuyên Quỳnh trước đó lặp lại một lần với Úc Xá. Úc Xá nghe không khỏi âm thầm cảm thán: Trung Uyển vậy mà đoán chúng tới 8-9 phần, chẳng xa 10 là bao nhiêu. Người kia dâng cho Úc Xá một tấm lam đồ giang sơn như họa, tràn đầy xúc động cũng tin tưởng nói: Tiểu vương gia chỉ cần đưa ngũ hoàng tử điện hạ ra chiến trường, đại vương chúng ta lập tức khiến hắn không thể trở về được. Như thế, gã nói tiếp, tiểu vương gia đạt thành ước nguyện, đại vương chúng ta không dám cầu gì xa xôi, chỉ cầu tiểu vương gia sau khi đã cầm quyền thì trích ra một chút binh lực hỗ trợ đại vương đoạt lại đồ vật của ngài. Úc Xá nhẹ nhàng đùa nghịch ngọc bội bên hông, nói: Đạt thành ước nguyện, ta có nguyện vọng gì ư? Người xa lạ vô pháp, cố hết sức không đắc tội Úc Xá. Về chuyện liên quan tới thân thế tiểu vương gia, đại vương chúng ta cũng có nghe qua một ít lời đồn đại. Nếu đó là thật, vậy thì tiểu vương gia từng nếm trải qua đau khổ tranh đoạt ngôi vị, chắc cũng có thể thấu hiểu được sự bất đắc dĩ của đại vương chúng ta bây giờ. Trên mặt Úc Xá vẫn nhàn nhạt như cũ. Các ngươi biết nhiều đấy. Đại vương chúng ta rất ngưỡng mộ Trung Nguyên, từ lâu đã thích nghe các thương nhân từ Trung Nguyên kể lại chuyện xưa, cho nên... Gã ngước mắt nhìn qua, thử thăm dò nói, sẽ biết một ít việc, biết Úc tiểu vương gia vốn là cành vàng lá ngọc, vốn nên thừa kế tên họ hoàng tộc, vốn nên... Úc Xá quay đầu, đủ rồi. Người xa lạ sợ chọc Úc Xá tức giận, vội đổi đề tài, không nhắc tới cái này nữa. Là đại vương chúng ta cảm thấy không cam lòng cho tiểu vương gia, nguyện ý thay tiểu vương gia dọn sạch chướng ngại. Tiểu vương gia
Người xa lạ ngẩng đầu nhìn Úc Xá, trầm giọng hỏi: "Chẳng lẽ ngài không hận họ sao? Thiên hạ này vốn phải dâng cho ngài, thế nhưng bọn họ lại cướp lấy vật của ngài, còn muốn bức bách ngài tới bước đường này, đây là đạo lý gì?" Người xa lạ nói: "Chúng ta ở Thảo Nguyên cũng đã nghe qua diễm tình bi thương của ngài và Sao Văn Khúc. Tiểu vương gia, nếu không phải tại những người đó tàn nhẫn độc ác, nếu không phải trong tay ngài nắm chưa đủ quyền lực, thì nào có chuyện ngài và người thương phải xa cách nhiều năm như vậy." Sắc mặt Úc Xá khẽ biến, người xa lạ thừa cơ tiến lên: "Tiểu vương gia, chỉ cần ngài sau này có thể kế vị thì không còn người nào có thể ngăn trở ngài đoàn tụ với người thương." Trung Uyển đứng bên trong thầm nghĩ không ổn lắm. Không lẽ Úc Xá cũng bị lũ Bắc địch này mê hoặc rồi sao? Úc Xá híp mắt, đột nhiên nói: "Hoàng thượng hiện giờ cũng không tính xuất binh, các ngươi làm sao giải quyết chuyện này?" Người tới thấy Úc Xá bắt đầu động tâm, vội vàng nói: "Sợ không kịp truyền tin với tiểu vương gia, nên chúng ta cũng không dám quấy nhiễu quá mức, chỉ chờ tiểu vương gia gật đầu một cái, chúng ta lập tức sẽ cử binh tiếp cận, tiến 100 dặm trên hướng nam. Năm ngoái, tuy không ít trai tráng ở Bắc Cương đã di dân về phía nam Trung Nguyên, nhưng sẽ luôn còn các lão già bệnh tật sót lại, chúng ta sẽ giải quyết bọn họ sạch sẽ. Nếu hoàng đế của các ngươi vẫn không động binh, chúng ta có thể lại đi thêm 300 dặm về hướng nam, mọi chuyện đều tùy tiểu vương gia phân phó." Úc Xá hỏi: "Tuyên Quỳnh đi Bắc Cương thì sao, nếu hắn tham công liều lĩnh?" Người xa lạ nói: "Chúng ta sẽ đi bắt sống người Trung Nguyên để cải trang cho họ thành người của chúng ta, ra lệnh bọn họ nghênh địch. Chờ tới khi Ngũ Hoàng tử Điện Hạ báo tình hình chiến sự về triều, tiểu vương gia trực tiếp tham tấu lên Hoàng đế, bảo Ngũ Hoàng tử Điện Hạ mạo lĩnh quân công. Đây là trọng tội của Trung Nguyên các ngươi, Ngũ Hoàng tử Điện Hạ lại không biết những người đó là người Trung Nguyên, hắn hết đường chối cãi." Chú thích: mạo lĩnh quân công là dẫn quân chiến đấu mê muội chỉ vì muốn lập công. Hết chú thích. Úc Xá lại hỏi: "Vậy nếu hắn hèn nhát không dám nghênh chiến?" "Vậy càng đơn giản, chúng ta chỉ cần tiếp tục hành quân lên phía nam, giết hết 100 dặm này rồi lại tiếp tục tàn sát 100 dặm khác. Tất cả chuyện xảy ra đều do Ngũ Điện Hạ sợ địch, chúng ta có thể lại đưa chút tang chứng cho tiểu vương gia để chứng minh Ngũ Điện Hạ là được bọn ta hứa hẹn, cho nên mới không dám trực tiếp giao chiến với địch." Người xa lạ cười tự tin với Úc Xá: "Tội thông đồng với địch nghiêm trọng tới mức nào, tất nhiên tiểu vương gia còn rõ ràng hơn ta." Con người Úc Xá khẽ động: "Tử lộ lẫn sinh lộ đều sẽ bị hủy." Trong phòng, Trung Huyền nghe ra được Úc Xá đang động tâm, túa ra một thân mồ hôi. Người xa lạ hắng giọng: "Tiểu vương gia không cần làm gì hết, cứ yên lặng chờ tin Ngũ Hoàng tử bị nhốt chết ở Bắc Cương là được." Úc Xá lầm bầm trong miệng: "Chỉ cần ta có thể khiến hắn dẫn quân đi Bắc Cương là ta có thể vĩnh viễn giải quyết thứ phiền toái này." Người xa lạ nói: "Đúng vậy." Úc Xá im lặng hồi lâu, ngước mắt: "Sau khi xong chuyện, Bắc Địch Vương chỉ cần một ít binh lực thôi." Người xa lạ đại hỉ, vội khiêm tốn nói: "Đúng thế, sau khi ngài đạt thành tâm nguyện, chúng ta chỉ muốn ngài có thể hồi báo một chút. Chỉ cần ngài cho đại vương chúng ta một chút binh lực, chúng ta sẽ vĩnh viễn là bằng hữu trung thành nhất của ngài." Úc Xá đứng dậy, chậm rãi dạo bước bên đến cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Có một chút chuyện ta vẫn chưa yên tâm." "Bắc Địch Vương, tại sao lại tin tưởng ta nhất định sẽ giao thủ với hắn?" Trong mắt người xa lạ lóe lên một mạt huyết sắc, nảy sinh ác độc nói: "Bởi vì đại vương chúng ta nói, kẻ trong lòng mang đại hận mới thật sự có thể làm nên đại sự. Mấy năm nay, tiểu vương gia đã bị thế gian này cho nếm trải bao nhiêu khổ sở, tư vị bị tự người chí thân liên tiếp phản bội, ngài chắc chắn hiểu hơn ai hết, cảm giác bị ép phải chia lìa với người trong lòng, ngày ngày bất lực nhìn người thương chịu khổ mà không thể làm gì, ngài cũng là người hiểu rõ nhất. Mấy năm nay,
Tiểu vương gia bị người thân luôn kề cận cắm một đao rồi lại một đao vào lòng. Ngài phải trải qua những ngày tháng thế nào, quả thật thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Người xa lạ đơn giản nói thẳng, huyết thống của tiểu vương gia tuy không thuần khiết như ngũ điện hạ, nhưng đại vương chúng ta có một câu nói rất đúng. Kẻ mang huyết mạch dơ bẩn mới càng có thể làm lên đại. Úc Xá nhanh tay gỡ xuống bội kiếm treo trên tường, xoay người, nhất kiếm xuyên tâm, từ sau lưng đâm xuyên qua người xa lạ. Người xa lạ vẫn còn ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn lưỡi kiếm thọc ra từ ngực mình, miệng trào máu tươi. Tiểu vương gia. Mặt Úc Xá vẫn vô biểu tình, lại đẩy mạnh kiếm về phía trước, một tấc lại một tấc, thấp giọng lặp lại. Để cho các ngươi tàn sát lão niên, nữ nhân và hài tử ở biên cương, dung túng các ngươi xâm phạm xuống Nam, để các ngươi bức bách con dân Bắc Cương nghênh chiến với đại quân Bắc Phạt. Úc Xá trở nhẹ cổ tay, khiến kiếm xoay một vòng, khoét một cái lỗ trên ngực người xa lạ đang thoi thóp. Gã như một con heo bị người mổ xẻ, la lên một tiếng. Úc Xá buông tay, xoay người xé mở áo choàng của người xa lạ, lấy phong huyết thư, nhàn nhạt nói. Huyết mạch ta dơ bẩn, nhưng dù ta có dơ có ghê tởm thế nào, cũng không đến mức cẩu thả với dị tộc. Úc Xá chán ghét nhìn tên Bắc địch đã chết kia. Các ngươi là thứ rác rưởi gì? Bên trong, Trung Uyển thả lòng người ngồi xuống giường, hoàn toàn yên tâm.